Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trực tuyến lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2020 và tập huấn cách phòng tránh dịch Covid-19. Chương trình do tỉnh đoàn Quảng Ngãi thực hiện và đang được livestream trực tiếp trên trang tin điện tử tỉnh đoàn Quảng Ngãi và truyền hình Thanh niên Quảng Ngãi. Thưa quý vị, tình nguyện từ lâu đã trở thành một trong những việc làm quan trọng của tuổi trẻ trong việc cống hiến cho cộng đồng. Mỗi khi tháng 3 về, tháng thanh niên, mỗi đoàn viên thanh niên lại có cơ hội thể hiện vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc kế thừa truyền thống xung kích sáng tạo, cũng là dịp thể hiện sự cống hiến sức trẻ, trí tuệ, tài năng của tuổi trẻ đối với cộng đồng. Hòa chung trong không khí thi đua của tuổi trẻ cả nước, Ban Thường vụ tỉnh đoàn Quảng Ngãi phát động Tháng Thanh niên năm 2020 với chủ đề Thanh niên Quảng Ngãi tình nguyện sáng tạo vì cộng đồng. Tuy nhiên, đứng trước tình hình dịch Covid-19 đang là mối quan ngại của người dân trên toàn thế giới. Trong khi số người nhiễm bệnh và tử vong vì dịch bệnh này ngày một tăng mà chưa có thuốc phòng và trị, với tinh thần thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Ban Thường vụ tỉnh đoàn Quảng Ngãi tổ chức chương trình trực tuyến lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2020 và tập huấn trực tuyến về cách phòng tránh dịch bệnh Covid-19. Thưa quý vị, về tham dự chương trình trực tuyến ngày hôm nay xin được trân trọng kính giới thiệu. Xin được trân trọng kính giới thiệu đồng chí Đặng Minh Thảo, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn. Xin trân trọng kính giới thiệu đồng chí Huỳnh Thị Sương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn. Xin trân trọng kính giới thiệu đồng chí Cao Lê Tùng Nghĩa, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh. Xin trân trọng kính giới thiệu đồng chí Lê Văn Viên, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh. Xin trân trọng kính giới thiệu bác sĩ Bùi Xuân Liêm, trưởng khoa phòng chống dịch bệnh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. Và chào đón sự hiện diện của đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, trưởng phó các phòng ban và nhân viên Tỉnh đoàn và Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi Diên Hồng. Thưa quý vị, và liên tục chương trình ngày hôm nay sẽ được trân trọng kính giới thiệu và kính mời đồng chí Lê Văn Viên, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phát biểu phát động hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2020. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa đồng chí Đặng Minh Thảo, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn. Kính thưa các đồng chí đại biểu, thưa các bạn đoàn viên thanh niên thân mến. Hôm nay, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2020. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, tôi xin trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, các bạn đoàn viên thanh niên đến tham dự và theo dõi chương trình lời chúc mừng sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính thưa các đồng chí và các bạn, Tháng Thanh niên là sự kiện quan trọng của tuổi trẻ được tổ chức vào tháng 3 hàng năm, tháng để thanh niên xung kích, hành động, cống hiến sức trẻ, nhiệt huyết, trí tuệ cho cộng đồng, xã hội, quê hương, đất nước. Tháng để thanh niên đón nhận thêm nhiều sự quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ từ các cấp lãnh đạo, chính quyền, xã hội để thanh niên tiếp tục phát triển toàn diện và trở thành những người kế thừa xứng đáng trong sự nghiệp cách mạng của cha anh đi trước. Năm nay, tuổi trẻ Quảng Ngãi sẽ bước vào tháng thanh niên với chủ đề Tuổi trẻ Quảng Ngãi tình nguyện sáng tạo vì cộng đồng, quyết tâm tạo ra những giá trị mới, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh nhà. Tuy nhiên, đứng trước tình hình dịch bệnh do virus Covid-19 gây ra đang là mối quan ngại của tất cả các quốc gia trên thế giới. Ngoài Trung Quốc thì đã có 32 quốc gia, vùng lãnh thổ ghi nhận trường hợp nhiễm Covid-19. Trong đó, Việt Nam có 16 ca nhiễm bệnh tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Khánh Hòa và thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay thì 15 ca đã khỏi bệnh và không có ca nào tử vong. Trong khi số người bệnh và người chết vì virus này ngày một tăng mà chưa có thuốc phòng và trị, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị các cấp bộ đoàn hội trong toàn tỉnh cần bám sát và thực hiện tốt các nội dung trọng tâm trong tháng thanh niên năm 2020 để triển khai có hiệu quả, như tập trung đầu tư, nghiên cứu, chủ động sáng tạo và tăng cường các biện pháp tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 cho đoàn viên, hội viên, thanh niên và nhân dân. Đặc biệt, chú ý vào thời điểm khi học sinh và sinh viên đi học trở lại,
các nội dung hoạt động tùy theo điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị, đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Chú trọng vai trò của chi đoàn, chi hội trong tổ chức các hoạt động tuyên truyền và các hoạt động tình nguyện, tăng cường hàm lượng chất xám, tri thức, phát huy tối đa khả năng đóng góp của đoàn viên, hội viên thanh niên, đặc biệt là trong khu vực trường học, công chức, các tri thức trẻ, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tăng cường các hoạt động an sinh xã hội phục vụ nhân dân, tổ chức hiệu quả hơn nữa các hoạt động thúc đẩy tinh thần sáng tạo của thanh niên gắn với việc hỗ trợ thực hiện hóa các ý tưởng sáng tạo của thanh thiếu nhi, đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng, tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp, hỗ trợ vốn vay cho thanh niên làm kinh tế, tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, hỗ trợ việc làm cho thanh niên, các hoạt động giáo dục kỹ năng thực hành xã hội cho thiếu nhi, đặc biệt là kỹ năng phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích, bạo lực học đường, những hoạt động bảo vệ trẻ em như phòng chống xâm hại trẻ em. Tiếp tục đầu tư, dành nguồn lực, tổ chức các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng và tổ chức các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đảm bảo trang trọng, thiết thực, an toàn, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên, tích cực tham mưu đề xuất các cơ chế chính sách điều kiện mới cho công tác hội, công tác đoàn, công tác thanh niên, cho sự phát triển của thanh niên, tập trung công tác phát triển đoàn viên mới gắn với việc củng cố tổ chức cơ sở đoàn, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp và thực hiện các công trình phần việc thanh niên với chủ đề công trình thanh niên làm theo lời Bác. Các hoạt động trong tháng thanh niên năm 2020 phải thực sự phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị, đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động của đoàn, hội. Vì vậy, các hoạt động trong tháng thanh niên năm 2020 cần đảm bảo đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức, an toàn, chú ý tính rộng khắp, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, có tính hành động cao, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên, tạo sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các cấp và toàn xã hội với công tác chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ. Tháng thanh niên năm 2020 chỉ có thể thành công khi tinh thần của tháng thanh niên được thúc đẩy, lan tỏa và mạnh mẽ. Sự vào cuộc, chủ động, tích cực của mỗi thanh niên, sáng tạo, mỗi tổ chức đoàn, hội. Chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục có một tháng thanh niên thành công với nhiều thu hoạch bổ ích và trưởng thành cho bản thân của mỗi bạn thanh niên, cho sự lớn mạnh của tổ chức đoàn, hội. Chúc tháng thanh niên năm 2020 của chúng ta sẽ gặt hái được nhiều thành công mới. Và thay mặt Ban Thường vụ tỉnh đoàn, tôi xin tuyên bố tháng thanh niên năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi chính thức bắt đầu. Xin kính chúc các đồng chí đại biểu, các bạn đoàn viên thanh niên đang tham dự và theo dõi chương trình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc tháng thanh niên của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Lê Văn Viên, Phó Bí thư tỉnh đoàn. Thưa quý vị, những lời phát động của đồng chí Lê Văn Viên, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh vừa rồi, cũng như là lời hứa, lời quyết tâm của tuổi trẻ toàn tỉnh trong việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong tháng thanh niên. Và chúng ta có quyền hy vọng rằng với sự đoàn kết của tuổi trẻ toàn tỉnh sẽ nỗ lực cùng với các cấp, các ngành quyết tâm đẩy lùi, chiến thắng đại dịch. Thưa quý vị, và ngay bây giờ để giúp các bạn đoàn viên thanh niên và mọi người hiểu đúng nhất về các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là về dịch bệnh Covid-19, xin mời quý vị cùng đến với chương trình tập huấn trực tuyến về cách phòng tránh dịch bệnh này dưới sự đồng hành hỗ trợ của bác sĩ Bùi Xuân Liêm, trưởng khoa phòng chống dịch bệnh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. Xin mời bác sĩ Bùi Xuân Liêm tiến lên sân khấu ạ. Xin được gửi lời chào đến bác sĩ Bùi Xuân Liêm và thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin được gửi lời cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian đến tham dự và chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào các anh chị, những người đang trực tiếp theo dõi trên livestream. Hôm nay tôi đại diện cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đến sẽ chia sẻ một số các thông tin để giúp chúng ta
hiểu biết rõ về dịch bệnh COVID để chúng ta chủ động hơn trong vấn đề phòng chống. Xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, dịch COVID-19 đang là mối quan ngại của rất nhiều người trên toàn thế giới. Và bệnh này được xem là một trong những bệnh truyền nhiễm. Vậy theo bác sĩ, thế nào là bệnh truyền nhiễm và chúng lây lan qua những con đường nào ạ? Chúng ta cũng phải trước hết phải hiểu được là bệnh truyền nhiễm, tức là nó truyền từ vật chủ này sang vật chủ khác, cụ thể là chúng ta, con người. Do vậy chúng ta phải biết được cách thức truyền nhiễm. Khi chúng ta biết được cách thức truyền nhiễm, chúng ta mới chủ động trong vấn đề ngăn chặn đường truyền. Nói nôm na chúng ta biết, đến bây giờ chúng ta biết có 3 đường truyền. Đường truyền qua hô hấp, truyền bệnh qua da, niêm mạc, truyền bệnh qua đường tiêu hóa và đường truyền qua đường máu. Và bệnh trong những đường truyền này thì bệnh truyền qua đường hô hấp là một trong những bệnh truyền nhiễm mà rất khó khống chế. Và việc khống chế đường truyền này, mục đích chúng ta phải ngăn chặn được đường truyền này, chúng ta phải hiểu rõ cách thức lan truyền như thế nào và tác nhân gây bệnh. Chúng ta phải hiểu rõ những cái điểm mạnh và điểm yếu để chúng ta ngăn chặn đường truyền một cách tốt nhất. Và hiện tại trong mùa này, hàng năm, không riêng gì bệnh COVID-19 mà còn có những bệnh khác chúng ta có thể bỏ quên đi, mặc dù bên cạnh chúng ta hiện nay đang bệnh sốt xuất huyết, đang có bệnh tay chân miệng. Chúng ta không thể lơ là tập trung một bệnh COVID mà chưa biết đến hồi kết. Do đó chúng ta không quan tâm đến những bệnh khác có thể đe dọa đến tính mạng chúng ta hiện nay, như bệnh sốt xuất huyết. Đó là bệnh mà đó đang rầm rộ năm 2019, vẫn còn kéo dài đến nay. Và bệnh tay chân miệng cũng đang đe dọa chúng ta. Và trong những bệnh truyền nhiễm này thì chúng ta cũng phải đồng hành, đồng thời phòng chống bệnh COVID, đồng thời phải khống chế không để bệnh sốt xuất huyết bùng phát, để là làm cho dịch chồng dịch. Vâng, cũng như là lời chia sẻ bác sĩ, thì bên cạnh bệnh COVID-19 thì còn những bệnh khác như bệnh sốt xuất huyết hay bệnh tay chân miệng. Và thời lượng còn lại của chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tập trung giải đáp những thắc mắc về dịch bệnh COVID-19 này. Và quý vị và các bạn đoàn viên thanh niên đang theo dõi chương trình qua sóng live stream trực tiếp thì quý vị cũng có thể đặt câu hỏi ngay phía bên dưới, và chúng tôi sẽ mời bác sĩ giải đáp những thắc mắc cho quý vị một cách chuẩn xác nhất và hiểu rõ nhất về dịch bệnh COVID-19 này. Và thưa bác sĩ, dịch COVID-19 là gì và nó nguy hiểm như thế nào? Cái tên mà COVID-19 nó mới ra đời sau này. Ngay từ khởi đầu người ta đặt tên nó là coronavirus chủng mới năm 2019. Và nó xuất phát từ thành phố Vũ Hán, là những ca đầu tiên người ta ghi nhận. Thật ra là coronavirus là gì? Chúng ta phải hiểu điều đó mới là vấn đề quan trọng. Mình phải hiểu được con virus này nó bắt nguồn từ đâu và nó lây lan cho người như thế nào, để chúng ta chủ động chống dịch là phải biết nguồn gốc nó từ đâu, nó xuất phát từ đâu, chúng ta chủ động để ngăn chặn, chứ không thể giống như người mù mà cầm gậy quơ lung tung. Như vậy là chúng ta phải hiểu con virus này là gì. Đó là một cái nhóm virus lớn. Nó tồn tại trên những súc vật, những loại như chuồng hoặc là dơi hoặc là lạc đà đã từng gây dịch ở trên toàn thế giới, như SARS hoặc là MERS-CoV ở lạc đà. Và hiện nay là con virus corona này nó khác những con virus trước một điểm là khả năng đột biến, biến chủng liên tục. Do vậy khả năng lây lan của nó nhanh và nhiều hơn những chủng trước. Đó là đặc điểm mà người ta lo sợ nhất. Nó có thể lây lan từ súc vật sang, từ những dơi qua người. Và đến nay WHO đã khẳng định rằng virus này có thể lây từ người sang người,
qua những giọt bắn mang mầm virus đó và lây sang thời điểm nào? Đặc điểm mà nổi bật nhất ở virus COVID-19 này, ngay khi người đó chưa có triệu chứng rõ ràng, đó là điểm khác biệt so với coronavirus của SARS hay là MERS-CoV. Đây là điểm chúng ta lo lắng nhất. Và so với SARS, MERS-CoV thì cái tốc độ lan truyền của COVID-19, tỷ lệ lan truyền cao gấp nhiều lần. Và với tỷ lệ lan truyền cao như vậy thì cái nguồn lây nhiễm của COVID-19 là gì ạ? Theo như nghiên cứu thì đến bây giờ người ta vẫn còn tiếp tục nghiên cứu. Người ta so sánh cái giải gen của coronavirus này từ người bệnh và so sánh với cái chủng virus trích nuôi cấy từ dơi, thật sự chưa hoàn toàn 100% giống nhau. Đây là chỉ là một chỉ điểm gợi ý là từ dơi, chứ không phải là 100%. Người ta giải trình cái gen, đoạn gen này thì giống chỉ khoảng 96% mà thôi. Mặc dù như vậy, chúng ta vẫn phải quan tâm tới tiếp tục nghiên cứu nguồn gốc chính xác là từ đâu. Bởi vì chúng ta không tìm ra nguồn gốc chính xác cái nguồn virus này từ đâu ra, chúng ta sẽ khó mà khống chế được dịch này. Dạ vâng ạ. Vậy thì đối với những người mà bị nghi nhiễm COVID-19 thì họ sẽ có những biểu hiện hay triệu chứng như thế nào thưa bác sĩ? Coronavirus hay còn gọi bây giờ chúng ta gọi là COVID-19. Khi chúng ta nhiễm virus thì triệu chứng hầu như giống như những trường hợp cảm cúm thông thường. Nó cũng có biểu hiện ho, hắt hơi, sổ mũi, từ sốt nhẹ cho đến sốt rất cao. Đặc biệt là đối với trường hợp nhiễm COVID-19, nó sẽ diễn tiến tốc độ rất nhanh và suy hô hấp, và người ta sẽ chết rất nhanh nếu chúng ta phát hiện muộn. Do vậy, những biểu hiện thông thường ho, sốt, hắt hơi kèm theo chúng ta đã từng đến những khu vực tâm dịch. Tôi nhấn mạnh đến các bạn nghe chỗ này, tâm dịch, để tránh chúng ta hiểu nhầm là cứ đến vùng dịch. Vùng dịch rất rộng, nhưng tâm dịch là nơi tâm điểm phát ra mầm dịch bệnh. Để chúng ta có thái độ tốt nhất trong vấn đề chủ động ngăn chặn nhưng không gây rối loạn chính trị xã hội. Và với những chia sẻ của bác sĩ vừa rồi thì có thể nói là những biểu hiện của nhiễm COVID-19 thì giống như việc bị cảm lạnh hay cúm thông thường. Vậy sự khác biệt lớn nhất giữa hai dịch bệnh này là gì ạ? Cúm, virus cúm thông thường cũng gây ra triệu chứng như là coronavirus. Chỉ khác một điều là diễn tiến bệnh của coronavirus rất nhanh, diễn tiến mức độ đến nặng và gây tử vong. Và khác một điều cơ bản nhất trong vấn đề chúng ta chủ động phối hợp cùng nhau để phát hiện sớm, khống chế nguồn lây, đó là phải điều tra chính xác nơi đến tâm dịch để chúng ta có giải pháp cụ thể. Đối với những người mà có biểu hiện ho, hắt hơi, tốt nhất chúng ta phải đến cơ sở y tế để người ta khai thác thêm những thông tin có phải chúng ta đã đến vùng tâm dịch hay chưa, có đã từng tiếp xúc những người nghi dịch COVID-19 chưa. Những vấn đề này cực kỳ quan trọng. Chỉ cần bỏ sót một thông tin là thứ nhất, bệnh đó sẽ diễn tiến nặng, đến cơ sở y tế chậm, sẽ có khả năng lây lan thêm nhiều người khác và khó bảo toàn tính mạng cho bệnh nhân đó. Dạ vâng, vậy đối với những người có biểu hiện như là hắt ho, hơi hay sốt nhẹ một tí thì trong trường hợp đó thì chúng ta phải làm như thế nào ạ? Bình thường cái việc mùa đông lạnh này chúng ta ho hắt hơi là chuyện bình thường. Không phải ho hắt hơi là chúng ta lo lắng ngay tức thì, dẫn đến là chúng ta hoảng loạn. Ho hắt hơi là một động tác rất bình thường. Chúng ta phải phân biệt được là cái ho hơi của bệnh thì chúng ta chủ động đến cơ sở y tế khám. Còn một cái ho hắt hơi thông thường, chúng ta nên sử dụng khăn giấy che
Đó là một cái động tác lịch sự, và không những như vậy còn ngăn chặn mầm bệnh lây lan cho người khác. Và sau đó chúng ta vứt ngay cái khăn giấy vào giọt rác và rửa tay ngay trước khi chúng ta đưa cầm một vật dụng đồ ăn, thức uống vào dùi mắt. Vậy thì khi muốn xét nghiệm là mình có bị nhiễm virus COVID-19 hay không thì chúng ta nên làm xét nghiệm ở đâu và làm như thế nào và trình tự thủ tục ra sao thưa bác sĩ? Đến bây giờ theo quy định của Bộ Y tế, không phải trường hợp nào chúng ta cũng có thể xét nghiệm, đã phải có tiêu chuẩn. Người được gọi được tiêu chuẩn xét nghiệm là gọi là người nghi nhiễm hoặc là người đã xác định nhiễm thì người ta mới xét nghiệm. Thì như vậy thế nào gọi là nghi nhiễm? Nghi nhiễm là những người vào vùng dịch, vào tâm dịch. Ví dụ như chúng ta cụ thể ở tỉnh Vĩnh Phúc, chúng ta phải vào đúng ngay cái thôn xã đó, chứ không phải vào Vĩnh Phúc là nghi đâu. Cái tỉnh Vĩnh Phúc cũng có cái thôn, cái huyện đó, phải vào cụ thể đó. Như vậy chúng ta đầu tiên, yếu tố đầu tiên là phải có biểu hiện, có đi đến vùng tâm dịch và kèm theo có biểu hiện sốt hoặc ho hoặc khó thở thì mới được gọi là nghi nhiễm. Và khi chúng ta đối tượng xếp vào nghi nhiễm thì chúng ta sẽ thông báo với y tế. Như vậy cái việc xác định và chỉ định cho trường hợp này được lấy mẫu hay không phải thông qua Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. Chúng tôi sẽ cử đoàn đến điều tra lại toàn bộ, đánh giá lại và trực tiếp lấy mẫu, gửi ngay trực tiếp trong ngày cho Viện Pasteur Nha Trang. Đấy. Và sau khi chúng ta gửi vào thì khoảng 2 giờ sau chúng ta có kết quả ngay. Dạ vâng thưa bác sĩ, thì theo như tình hình hiện tại thì dịch COVID-19 xuất phát từ thành phố Vũ Hán của tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc. Tuy nhiên chỉ trong một thời gian rất ngắn thì nó lây lan với tốc độ vô cùng chóng mặt và gây tâm lý hoang mang cho rất là nhiều người. Vậy vì sao virus COVID-19 lại lây lan nhanh như vậy thưa bác sĩ? Thật ra chúng ta phải hiểu rõ, hiểu người hiểu ta. Việt Nam chúng ta đến nay là nước duy nhất được cộng đồng thế giới đang quan sát và học theo. Và Việt Nam là nước đến bây giờ là nước duy nhất tạm thời gọi là đã khống chế được khả năng lây lan. Số lượng các bệnh chúng ta ngay từ đầu cho đến giờ không tăng hơn một tháng rồi. Đấy. Vì sao vậy? Đó là chủ động khống chế nguồn lây ngay từ ban đầu, không chủ quan. Thủ tướng đã nói chống dịch như chống giặc. Do đó ngành y tế phối hợp với tất cả các ban ngành đoàn thể khác cùng nhau để phát hiện sớm, khống chế sớm cái nguồn lây. Đó là những người vào vùng tâm dịch, khai thác thật chính xác để tránh tình trạng đánh bừa, làm rối loạn xã hội. Vậy thì đối với những người là chưa nhiễm bệnh đi, chưa có thể là sẽ bị nhiễm bệnh đi, thì cách bảo vệ bản thân mình cũng như những người xung quanh để tránh khỏi dịch bệnh COVID-19 bằng những cách nào thưa bác sĩ? Đa số chúng ta đều lo lắng, và trong đó đa số chúng ta là chưa mắc bệnh, nhưng chúng ta vẫn đang mơ hồ vấn đề là liệu chúng ta có thể mắc không, bao giờ mắc chúng ta không biết. Đi ra bên ra ngoài đường, đi vào đám đông, lên vào siêu thị, vào chợ, giao tiếp với người khác, chúng ta có nguy cơ bị mắc bệnh hay không? Chúng ta rất mơ hồ thì chúng ta sẽ sinh ra lo lắng và núp hết, trốn hết. Không thể trốn được nếu chúng ta không chủ động biết rằng nó lây cho chúng ta qua đường nào, chúng ta làm chủ. Do vậy khi chúng ta chưa mắc bệnh thì chúng ta phòng bằng cách cực kỳ đơn giản. Đó là chúng ta chặn đường lây. Vậy thì virus này nó qua đường nào? Đường hô hấp, qua giọt bắn, nước bọt của người nói chuyện, tiếp xúc gần, tức là tiếp xúc dưới 2 mét. Đối với bệnh nhân, người thông thường chúng ta chỉ cần tiếp xúc dưới khoảng trên 1 mét là chúng ta đã hạn chế tối đa giọt bắn. Đó là khoảng cách. Thứ hai là chúng ta chỉ dùng khẩu trang thông thường, khẩu trang vải thôi là đã chặn được
hạn chế được cái giọt bắn vào trực tiếp. Không phải chỉ có đeo khẩu trang là chính, mà chúng ta phải đồng thời ngăn chặn một đường thứ hai, đó là qua bàn tay. Bàn tay không chỉ đưa mầm bệnh virus, coronavirus vào miệng, mà đưa rất nhiều mầm bệnh khác qua đường tiêu hóa. Đấy. Rồi chúng ta dùng bàn tay dụi mắt, dụi mũi là chúng ta đã đưa mầm bệnh vào trực tiếp vào qua đường mũi, đường mắt, và nó vào đường phổi, nó gây tổn thương. Dạ vâng, trong câu trả lời của bác sĩ thì nói đề cập đến vấn đề việc khẩu trang y tế với khẩu trang vải cũng là một cái sự thắc mắc của rất nhiều người đang lo sợ mình có thể nguy cơ bị nhiễm Covid-19. Vậy thì thưa quý vị, thì trong thời gian qua khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát thì việc người dân đổ xô đi mua khẩu trang y tế rất là nhiều, khiến cho sản phẩm này rơi vào tình trạng cháy hàng, và đến bất kỳ tiệm thuốc nào, nhà thuốc nào thì cũng đều nhận câu trả lời là sản phẩm này không còn bán nữa. Vậy thì việc đeo khẩu trang y tế có giúp cho người đeo khỏi bị nhiễm Covid-19 hay không? Và đeo khẩu trang như thế nào cho đúng cách thưa bác sĩ? Tất nhiên mỗi loại khẩu trang sẽ có một cái công dụng riêng, và tùy theo cái cấp độ mà người ta khuyên chúng ta sử dụng cho đúng. Đối với những người thân thông thường chưa có bệnh và không vào vùng tâm dịch, cũng như không tiếp xúc trực tiếp với người mắc bệnh, cũng không tiếp xúc trực tiếp với người nghi mắc bệnh Covid-19, và cũng không vào đám đông, thì chúng ta chỉ cần sử dụng khẩu trang vải. Bộ Y tế đã khuyến cáo chúng ta sử dụng khẩu trang y tế chỉ khi dùng khẩu trang y tế trong trường hợp người chăm sóc, ví dụ như tại bệnh viện, người thân chăm sóc, hoặc là vào đám đông mà chúng ta nghi ngờ có mầm bệnh, hoặc là chúng ta tiếp xúc với những người có nghi ngờ có mầm bệnh thì chúng ta mới đeo khẩu trang y tế. Còn thông thường chúng ta chỉ sử dụng khẩu trang vải thông thường. Cái lợi ích của vấn đề sử dụng vải thông thường là chúng ta có thể sử dụng giặt. Một cái thói quen chúng ta phải để ý, có thể chúng ta dùng cả ngày là sai. Chúng ta phải dùng khẩu trang là một buổi là một khẩu trang, chiều đi khẩu trang khác. Ngay khẩu trang y tế chúng ta cũng chỉ dùng tối đa là 4 tiếng đồng hồ chúng ta dùng. Như vậy ngày chúng ta sử dụng hai cái là mất một mớ bạc rồi. Trong khi không nhất thiết phải dùng ngay khẩu trang y tế. Thứ hai, dùng khẩu trang phải đúng. Đúng là mục đích đeo là ngăn chặn cái luồng hơi gió đi vào mũi. Như vậy chúng ta phải chặn cách đeo đúng. Tôi sẽ làm cho các chị xem cái cách đeo như thế nào cho đúng để chúng ta sử dụng. Tôi thấy trên thực tế đeo giống như là làm phép thôi. Mình hay dùng từ làm phép, đeo cho có. Thậm chí khi nói chuyện mà thấy hơi ngột ngột, hơi khó nghe, cái kéo xuống nữa. Mà có thói quen mà chúng ta không hề để ý. Những thói quen này tuy đơn giản nhưng rất quan trọng. Các anh chị nhớ, ngay những nước lớn văn minh như thế nhưng họ rất chủ quan. Cán bộ y tế mà không làm chuẩn thì sẽ lây bệnh. Các anh chị thấy ở Vũ Hán chưa? Ở bên Trung Quốc đấy, rất nhiều người cán bộ y tế lây bệnh từ bệnh nhân qua bản thân họ do thiếu khẩu trang, do đeo không đúng cách. Những cái đó rất kỳ quan trọng. Người thân nhân đi thăm trên bệnh viện hoặc là người chăm sóc đeo không đúng là vô tình mang mầm bệnh về cho gia đình. Dạ vâng, thưa bác sĩ, trên sân khấu ngày hôm nay đã có khẩu trang y tế và khẩu trang vải. Thì sau khi chia sẻ vừa rồi thì bác sĩ có thể hướng dẫn làm thế nào đeo khẩu trang cho đúng cách để phòng bệnh Covid-19 hay không? Vâng ạ, để em lấy khẩu trang vải và khẩu trang y tế lên phía trên. Dạ vâng ạ. Cái đầu tiên á, chúng ta phải biết cái khẩu trang nó có hai mặt, cái mặt láng và không thấm nước, và mặt xô nằm bên trong.
Như vậy cái mặt lá không thấm nước để ra ngoài, hướng ra ngoài. Đấy, anh chị để ý cái tay tôi cầm này. Nha, chứ không phải chúng tôi cầm thế này đâu. Nha, đây, tay tôi cầm thế này. Thì cái mặt này là mặt đỡ hướng ra ngoài. Thứ hai, trong khẩu trang nó có cái thanh thép. Dưới này không có. Thanh thép này hướng lên trên. Đấy. Như vậy khi chúng ta đeo, chúng ta cầm hai cái cống này chúng ta đeo. Chúng ta phải vuốt, kéo. Nếu chúng ta muốn kiểm tra chúng ta đeo đúng hay chưa, tự kiểm tra. Vậy đúng chưa? Chưa đúng. Nếu chúng ta đeo mà chúng ta thở mà không mờ kính á, là chúng ta đã đeo đúng. Đây là cách chúng ta tự kiểm tra là đeo đúng. Vì mục đích mình chặn đường thở vào đây, đường không khí nó vào đây. Đó. Khi chúng ta sử dụng xong, trong vòng 4 tiếng, trong thời gian đó chúng ta tuyệt đối không có sờ vào bề mặt của cái này. Vì tất cả đều bám vào đây rồi, bụi bặm vi khuẩn virus thì bám vào đây rồi. Chúng ta sử dụng xong là tối đa là 4 tiếng đồng hồ. Chúng ta cởi ra bỏ vô. Cái thói quen chúng ta sai là đây này. À, tôi làm gì thấy sai chưa? Đây là sai nha. Đây là sai nha. Đây là rất là sai. Đúng của nó là chúng ta phải bỏ vào giò rác nha. Đấy. Chúng ta không có vò. Vò là sai. Nha. Đấy, mà cái này là hay lắm, hay làm lắm. Chúng ta không để ý cái chuyện này. Như vậy chúng ta đeo rất là nhiều, cuối cùng chúng ta thu hút hết vi khuẩn ở đây, chúng ta lại bết vào đây, là chúng ta lại đi về và truyền lại cho con cái trong gia đình, người thân mình qua cái động tác đeo này. Vậy chúng ta đi ngoài đường, chúng ta đi thăm viếng xong, chúng ta hết một mớ vào đây, chúng về chúng ta lại hầm bỏ vô là sai rồi. Do đó là anh chị phải nhớ cho một điều là khi cởi ra và chỉ dùng 4 tiếng đồng hồ. Như vậy một ngày chúng ta đi làm 2 buổi thì mất 2 cái rồi. Trong khi đó chúng ta dùng khẩu trang vải. Nếu mà tính kinh tế ra chúng ta dùng, chúng ta mua 6 cái. Rất là rẻ. Mà cái này lâu hư lắm nha. Chúng ta đeo. Rất đơn giản. Và tất cả những động tác mà tránh vấy vi khuẩn virus giống như khẩu trang kia. Chỉ có khác nhau là cái chất liệu vải thôi. Cũng đeo trên này. Sau khi xong thì chúng ta cũng đưa về, chúng ta cũng thải ra và chúng ta bỏ vào thau ngâm nước một giờ, chiều đây cái mới. Như vậy là cái 3 ngày sau mình có 6 cái mà 3 ngày sau cái đầu tiên này nó khô rồi. Và chúng ta phơi nắng nha, phơi nắng. Đấy, nắng nó diệt rất nhiều virus, trong đó có virus COVID, corona này. Nó rất dễ chết bởi ánh nắng mặt trời mà nóng, nhiệt độ cao nó chết. Đấy. Dạ vâng, chúng ta có thể cho bác sĩ một tràng vỗ tay với cách đeo khẩu trang đúng vừa rồi. Xin cảm ơn bác sĩ Liêm. Và còn rất nhiều những thắc mắc quý vị đã gửi về chương trình ngày hôm nay, là nói là nhà tôi có nuôi con chó thì không biết virus Covid-19 có lây qua đường thú cưng hay không ạ? Theo bây giờ, cho đến tận bây giờ, mặc dù là coronavirus từ động vật sang người, tuy nhiên đến bây giờ chưa có chứng cứ là từ chó hay mèo. Mấy loại virus thông thường chưa có bằng chứng để lây từ động vật sang người. Vẫn chưa có chứng cứ nào. Vẫn cứ yên tâm. Tuy nhiên chúng ta không phải chỉ chú ý một con virus coronavirus, mà ngay chó mèo chúng ta cũng có những mầm bệnh khác có thể lây sang người. Do đó cái việc tiếp xúc với gia súc thú nuôi trong gia đình, chúng ta phải tuân thủ đúng cách. Cũng phải sau khi tiếp xúc thì phải rửa tay bằng xà phòng. Chúng ta đã loại trừ như bệnh của ký sinh trùng chó, sán chó đó rất là nhiều. Và nhiều người nuôi thú cưng tưởng mình sạch lắm, nhưng xét nghiệm ra là dính hết. Xét nghiệm dương tính với là sán chó, tỷ lệ mắc rất là cao. Mà toàn là những người nuôi thú cưng thôi. Như vậy không riêng gì Covid, mà ngay bình thường mình cũng đã biết cách vệ sinh ngăn chặn nguồn lây từ thú cưng trong gia đình rồi. Dạ vâng ạ. Bên cạnh từ thú cưng thì có rất nhiều người thắc mắc là khi mình nói chuyện thì có hơi mình sẽ ra, ví dụ như ra vào cái ly rồi đi, thì một người sau đó cầm cái ly này thì không biết có bị nhiễm bệnh hay không, và virus này có tồn tại trên bề mặt đồ dùng hay không, và tồn tại trong thời gian bao lâu nếu có, thưa bác sĩ?
cái này cũng là rất quan trọng. Mỗi loài vi sinh vật đều có ưu nhược điểm và có đời sống. Đặc điểm cái con virus corona này, nó khi sau khi ra khỏi cơ thể này, là nó tồn tại bao lâu ở môi trường bên ngoài. Nói chung là môi trường, chứ thật sự là mình phải hiểu cụ thể là trên bàn thủy tinh nó khác này, trên mặt bàn kim loại nó khác này, mặt bàn gỗ nó khác, trên tờ tiền cầm tiền của mình đấy, cái tờ tiền mình trao đổi với nhau nó cũng mắc trên đó. Rồi cái bàn phím ở cái chỗ mà cái trụ ATM đó, đấy mình ít để ý lắm, mình cứ quan tâm chỗ khác không, mà mấy cái thông thường như tờ giấy đó nó nằm ở đó. Nếu mát thì nó sống tới vài ngày đấy, mà chúng ta đâu có để ý đâu. Cái anh bị mầm bệnh, anh vô trong cái chỗ rút tiền, ho vài cái, anh hăng vài cái là dính rồi đấy. Vậy là người sau tới sờ bấm bấm, vậy là mình nhiễm rồi. Nhưng ít ai để ý cả trụ ATM này, tiền là cái đưa ai cũng cầm, không ai không cầm hết. Và đó là một cái vật trung gian truyền bệnh rất tốt, và virus nó cũng nằm trên đó. Đặc biệt nó tồn tại trên những cái nơi môi trường mát như mặt kính, ly nước nha, những vật dụng đũa chén bát của người có mang mầm bệnh đều có mầm bệnh nằm đó đến vài ngày nếu trong điều kiện thuận lợi mát mẻ. Đấy. Nhưng nó vẫn có cái nhược điểm để chúng ta khỏi phải quá lo lắng rằng là u vậy thì xung quanh mình nguy cơ ghê quá, làm sao mà diệt nó đây. Ánh sáng mặt trời nhiệt độ cao 30 độ vài phút là chết ngay. Như vậy ở địa phương chúng ta ánh sáng quá nhiều, mặt trời quá nhiều, mở toang ra phơi nắng, giặt phơi ly chén bát, tất cả vật dụng đều rửa sạch sẽ và phơi nắng thì diệt sạch. Còn những cái bề mặt mà có nguy cơ bám cái hạt nước bọt bắn ra đó, chúng ta lau hàng ngày, thì như vậy chúng ta đã loại trừ rồi. Đấy, những cái nơi hay cầm nắm. Còn khi chúng ta đến chỗ ATM thì ăn chắc nhất là gì? Sờ vào đó thì về rửa tay ngay, chứ đừng có làm cái động tác là nhớ là mình đang sờ vào chỗ nguy cơ. Đấy. Mình biết được nơi nào có nguy cơ thì mình chủ động, chứ mình không có mày mò được. Dạ vâng, cảm ơn những lời chia sẻ của bác sĩ vừa rồi. Và có thể nói Việt Nam là một trong những quốc gia có thể nói là khống chế, tạm thời khống chế là thành công dịch Covid-19 này, thưa bác sĩ. Vậy thì có câu hỏi của bạn Bảo Vương đang xem chương trình qua sóng live stream trực tiếp, thì bác sĩ có thể cho biết thành tựu hiện giờ của Việt Nam và thế giới trong việc nghiên cứu Covid-19 là như thế nào? Việt Nam là một trong 4 nước trên thế giới đã nuôi cái được cái virus corona này. Các bạn biết ngay từ đầu khi mà chúng tôi lấy mẫu, để quyết định lấy mẫu để đi xét nghiệm á, rất là đắn đo. Bởi vì thứ nhất chi phí rất cao, thứ hai là thời gian kết quả xét nghiệm rất lâu, 72 tiếng đồng hồ, và phải mua những cái chế phẩm ở nước ngoài. Nhưng từ khi Việt Nam mình đã nuôi cấy được virus này, chúng ta đã chủ động trong vấn đề xét nghiệm. Vừa chúng ta xét nghiệm số lượng rất lớn, một ngày tới mấy ngàn mẫu xét nghiệm một lần, và tốc độ xét nghiệm rất nhanh, 2 tiếng đồng hồ. Đó là cái thành tựu của Việt Nam mình trong vấn đề bắt đầu khởi đầu cho vấn đề chế ra vaccine, từ việc nuôi cấy và chúng ta sẽ chế vaccine sau này. Đó là cái bước thứ nhất. Thứ hai, trong vấn đề chúng ta cũng đã và đang làm công việc mà cả thế giới đều phải nhìn vào và học hỏi, đó là chúng ta rất chủ động không để rối loạn kinh tế xã hội mà khống chế được bệnh. Đây là khống chế thật sự, chứ không phải là chúng ta giấu bệnh. Chúng ta làm mạnh đến mức độ mà đã có những địa phương phải phản ứng, tại sao là nhốt, lại khống chế, lại theo dõi. Đây là một cái động tác mà Thủ tướng đã nói là chống dịch như chống giặc. Chúng tôi, ngành y tế chúng tôi phối hợp công an, Sở Lao động Thương binh Xã hội, các công ty xí nghiệp, công an địa phương, các cái cơ sở y tế tuyến xã, tuyến huyện, các cái sở giao thông vận tải, sở du lịch, để khống chế tất cả những người có nguy cơ mang mầm bệnh
và đó là cái điểm người ta học của Việt Nam mình. Cái thanh tủ Việt Nam là chỗ đó, đông bộ, đông loạt, đồng thời và rất nhịp nhàng, kịp thời để phát hiện và khống chế ngay từ đầu. Chúng ta loại trừ những người không đáng phải cách ly để gửi, để mà chúng ta chủ động phòng chống dịch, không gây rối loạn. Đấy. Vâng, đó là tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới. Vậy tình hình dịch Covid-19 tại tỉnh Quảng Ngãi hiện nay là như thế nào ạ? Ngay từ khi chúng tôi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ra quyết định và chủ động trong vấn đề là giao trách nhiệm chính cho sở ngành y tế để phối hợp với tất cả các ban ngành khác, thì Trung tâm Kiểm soát tỉnh, trong Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, chúng tôi chủ động trực tiếp tham mưu theo dõi phối hợp với tất cả các sở ban ngành hàng ngày hàng giờ. Mọi có người mà kể cả người Việt Nam lẫn người nước ngoài, không riêng gì Trung Quốc đâu các anh chị à. Chúng tôi không phân biệt là người nào, miễn người đó đã đến vùng tâm dịch trong nước cũng như nước ngoài, chúng tôi đều phải điều tra đánh giá khi đặt chân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi này. Và chúng tôi phối hợp rất là nhịp nhàng, chúng tôi điều tra chính xác những người đó không có nguy cơ chúng tôi mới thả ra, và khi có nguy cơ chúng tôi phải hướng dẫn cho họ tự cách ly, và tùy theo mức độ nguy cơ mà chúng tôi cách ly khác nhau. Tỉnh Quảng Ngãi chúng ta có hai khu vực để cách ly tập trung đối với những đối tượng mà vào tâm dịch. Đấy, như vậy chúng ta hiện nay chưa có đối tượng nào về tâm dịch hết. Đó là một cái lợi điểm chúng ta. Và nếu có, chúng ta sẽ cách ly hai khu vực ở Bình Sơn và ở trên sân bay đấy của bên tỉnh đội. Đấy, như vậy là đến nay chúng ta vẫn chưa ghi nhận ca bệnh mới nào. Và tất cả những đối tượng người lao động nước ngoài làm tại các công ty xí nghiệp, cả những người lao động chui ở Trung Quốc về, những người đi du lịch, những du học sinh và những người thân, người thân là có chồng có vợ bên Trung Quốc qua về thăm viếng, họ đâu có báo đâu. Đấy, chỉ có bây giờ đi chống giặc bắt đầu mới báo, mới tìm, mới phát hiện ra là bà này, ông này có đi qua vùng đó về. Là tất cả những đối tượng chúng tôi đều chủ động khống chế lại, và tùy theo mức độ nguy cơ của họ là không đến vùng tâm dịch thì chúng tôi khuyến cáo họ bảo vệ như một người bình thường, vẫn đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc cách ly với những người khác trong thời gian 14 ngày. Đấy. Dạ vâng, thưa bác sĩ, thì cũng tại tỉnh Quảng Ngãi mình luôn, thì trong thời gian qua thì có một người đi từ Vĩnh Phúc về, và đó là câu hỏi của bạn Bình Yên đang theo dõi chương trình qua sóng trực tiếp. Thì hiện nay tình trạng sức khỏe của cô Hồng ở xã Tịnh An, Sương Tịnh, thành phố Quảng Ngãi là như thế nào, và bác sĩ có thể cho biết thêm thông tin về trường hợp này không ạ? Cô An này cũng như là 20 trường hợp từ Vĩnh Phúc về, tổng cộng số người mà ở tỉnh Quảng Ngãi mình từ Vĩnh Phúc về là 20 trường hợp, trong đó có cô An này. Thì ngay cô An chúng tôi cũng đã loại trừ không thuộc nhóm nguy cơ và là nhóm nghi nhiễm. Mặc dù cô đến tỉnh Vĩnh Phúc nhưng không có chứng cứ là cô vào tâm dịch. Các anh chị nhớ ngay cái tâm dịch ở Vĩnh Phúc á, người ta nội bất xuất, ngoại bất nhập, làm gì có nguy cơ, ai bước tới đó được. Có 3 lớp hàng rào người ngăn chặn vô ra, mọi nhu yếu phẩm trong cái xã đó, cái thôn đó đều ngoài mang vào. Như vậy không hề có một nguy cơ, mà đó là cái thành công của Việt Nam mình đó. Làm rất là quyết liệt. Do đó chúng ta hiểu sai, và cái độ nhạy của tuyến dưới, tuyến xã quá nhạy, và cái sự hiểu biết và tư vấn của họ chưa đến nơi đến chỗ, làm cho cô đó bị khống chế mà không đáng. Và chúng tôi đã giải quyết vấn đề đó. Thì hiện nay thì cô đó cũng như những người khác, 19 người khác, 18 người khác cũng đã đưa ra khỏi cái vùng gọi là cách ly 14 ngày tại nhà. Họ không có đủ điều kiện để cách ly đâu. Họ như một người bình thường, đi lại bình thường, không có vấn đề gì. Dạ vâng ạ. Bạn Bình Yên có thể nghe lời giải đáp và yên tâm hơn bạn Bình Yên nhé. Và có một câu hỏi của bạn Quân Nguyễn là có phải người mắc bệnh có cơ thể khỏe mạnh thì sẽ bớt không bác sĩ? Nói về cái vấn đề mà cái nguy cơ gây bệnh đó, nó vào cơ thể con người, virus này nó cũng như mọi tác nhân gây bệnh khác, tùy theo sức đề kháng của mỗi người khác nhau.
thì cái đáp ứng miễn dịch đồng sát nhau. Người khỏe mạnh chắc chắn sẽ có thể chống cự lại bệnh tật, trong đó có bệnh COVID này. Do đó, việc bị nhiễm COVID không dứt khoát, người nào cũng bị biểu hiện và thành ra có bệnh. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là chúng ta vì cái vấn đề này mắc nhiễm COVID mà lại không có triệu chứng thì trở thành nguy cơ ngầm. Họ có lây cho người khác không? Họ không có triệu chứng nhưng họ vẫn có thể lây người khác. Đây là cái mối nguy hiểm nhất. Họ nhiễm bệnh. Do vậy quay lại một vấn đề đó là gì? Nếu chúng ta truyền thông cho người khác hiểu là vậy thì cách ly người nào? Hướng dẫn theo dõi cách ly người nào? Người đến vùng tâm dịch. Đó là mấu chốt. Nếu mà chúng ta cứ bừa ai cũng cách ly là không được. Hoặc chúng ta thấy ô, không có triệu chứng là không có bệnh. Không phải. Người có nhiễm virus COVID này chưa chắc có triệu chứng. Và người này là mối nguy lây lan cho cộng đồng, người thân trong gia đình, đặc biệt cho những cơ thể có sức đề kháng yếu, có bệnh tiềm ẩn trong cơ thể, hoặc người rối loạn miễn dịch. Nó sẽ diễn tiến nặng hơn và dẫn đến tử vong. Vâng, có thể nói là COVID-19 lây lan với tốc độ rất là nhanh và có rất nhiều... chúng ta hàng ngày phải đối diện với việc lây nhiễm là vô cùng là nguy hiểm. Và có một điều mà chắc chắn là tất cả mọi người cùng quan tâm là theo chỉ đạo thì tùy vào tình hình thực tế của địa phương thì vào ngày 2 tháng 3 tới đây thì học sinh, sinh viên trong tỉnh có thể đi học lại bình thường. Thì theo bác sĩ thì với là một người kinh nghiệm trong ngành y tế thì bác sĩ có dành một lời khuyên nào cho ngành giáo dục và đào tạo cũng như cho quý bậc phụ huynh và các bạn học sinh, sinh viên để làm sao hạn chế đến mức thấp nhất việc lây lan cũng như bị ảnh hưởng của COVID-19 ạ? Đây là một mối lo của phụ huynh. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất 3 đến hết tháng 3. Vậy thì câu hỏi hết tháng 3 liệu có hết dịch không? Đấy. Mình thì Bộ Y tế đã thông báo toàn quốc áp dụng là ngày 2 tháng 3 chúng ta nhập học rồi. Chúng ta phải hiểu rằng chúng ta sống chung với dịch mà không để dịch bùng phát mới gọi là giỏi. Và bây giờ có ai dám trả lời là dịch bệnh này đến bao giờ kết thúc? Vậy không lý đợi hết kết thúc rồi đi học à? Cho nên việc đi học là tất yếu. Nhưng nỗi lo của phụ huynh là gì? Liệu con chúng ta đi học có nguy cơ gì không? Ai sẽ là người ngăn chặn việc này? Thầy cô giáo làm gì? Học trò làm gì? Phụ huynh làm gì? Phải có phần trách nhiệm, chứ không thể đổ hết cho nhà trường. Chúng ta phải hiểu rõ trách nhiệm. Như vậy là để đảm bảo được điều này, chúng ta phải loại trừ cái khả năng lây nhiễm từ người có mầm bệnh. Do vậy, ngay từ đầu khi đến lớp, những học sinh nào đã từng đến khu vực tâm dịch phải tự giác khai báo với thầy cô giáo mặc dù chưa có triệu chứng. Đó là cái điều đầu tiên. Chứ không phải đợi đi đến trường tập trung rồi bắt đầu mới khai thì đã lây cho người ta rồi. Đầu tiên là cái vấn đề đó, người có nguy cơ là phải loại trừ trước. Điều thứ hai, tại trường học hàng ngày chúng ta phải làm vệ sinh, lau bàn ghế bằng nước sát khuẩn trước khi cho học sinh vào lớp. Như vậy chúng ta phải có kế hoạch tổ chức để cho cái nhóm vệ sinh đó, họ làm sạch bề mặt bàn. Và đó là nơi tì của bàn tay nhiều nhất. Chúng ta không nhất thiết phải đeo khẩu trang cho học sinh, vẫn có ảnh hưởng đến chuyện học hành. Và đặc biệt đó là một cái thói quen ăn hàng rất dễ xảy ra rất nhiều với học sinh. Và ăn hàng là nguy cơ bàn tay cầm tiền, giao dịch, rồi cầm đồ ăn, đưa vào miệng. Do đó là khuyến cáo nhà trường không nên cho học sinh ăn hàng. Về sử dụng nước thì phải dùng ly riêng nếu có nguồn nước của nhà trường hoặc là mang nước theo. Và tránh tụ tập, tức là chào cờ, nên chào cờ trong lớp. Đó là chỉ đạo của Bộ Giáo dục rồi, đào cờ trong lớp. Đấy. Đặc biệt là khuyến cáo những em học sinh có biểu hiện ho hoặc sốt thì phải khai báo với bộ phận y tế của nhà trường, lập tức báo với y tế địa phương đến để điều tra đánh giá lại trường hợp này có phải có vấn đề không.
Không phải cứ ho là bệnh đâu, nhưng đều phải báo ngay để chúng ta phát hiện kịp thời. Còn những cái hắt hơi luôn nhắc bố mẹ, bố mẹ là người phải luôn luôn nhắc nhở trẻ con, phải trang bị cho con khăn giấy để khi mỗi lần các con ho hắt hơi, các con phải lịch sự, phải che miệng lại, không phải bằng tay mà bằng khăn giấy, rồi dùng khăn giấy đi, rồi đi vệ sinh ở nhà trường phải rửa tay bằng xà phòng ngay sau khi đi vệ sinh. Đó là những cái khả năng lây lan mình chặn được, thì bà con phụ huynh không phải lo lắng gì cả. Đấy. Trước khi về nhà, trước khi cầm đũa ăn, bát ăn, đi học về, bắt buộc đầu tiên là phụ huynh phải nhắc các con phải rửa tay. Rửa tay cho mẹ xem, rửa như thế nào cho đúng. Này, khi đó là tạo một thói quen. Thói quen này không những chỉ chặn một cái bệnh COVID-19 mà nhiều bệnh lắm. Và thói quen này cực kỳ tốt, nên duy trì suốt đời. Nếu nói về biện pháp là rửa tay thì bây giờ trên sân khấu chúng ta vẫn đã có chuẩn bị sẵn đầy đủ các dụng cụ để làm thế nào rửa tay cho đúng cách. Và xin mời bác sĩ có thể di chuyển xuống phía dưới và cùng thực hành cho tất cả quý vị đang theo dõi chương trình qua sóng trực tiếp, trực tuyến trên kênh của tỉnh đoàn được không ạ? Về vấn đề rửa tay á, mà anh chị cũng đã qua rất là nhiều cái kênh hướng dẫn về rửa tay. 6 bước nghe mệt lắm. Chúng ta phải hiểu này, cái bàn tay chúng ta chỗ nào mà nó hở ra không khí là chỗ đó phải làm sạch. Bây giờ chúng ta có hở chỗ nào? Lòng bàn tay, mu bàn tay, kẽ ngón tay, từng ngón tay và cái đầu ngón tay. Như vậy chúng ta chà hết, không cần phải thứ tự, miễn sao tất cả bề mặt này tiếp xúc với không khí, tức là có khả năng tiếp xúc với mầm bệnh, thì chúng ta làm sạch. Thì ít nhất phải được 40 giây bằng vòi nước rửa và chúng ta rửa xà phòng. Tôi sẽ làm, trước khi làm tôi sẽ giải thích những cái mà chúng ta làm có thể đúng, thường xuyên đúng, nhưng có một số cái sơ hở chúng ta do thói quen chúng ta bị sai, chúng tôi sẽ chỉ. Bây giờ sẽ mượn một người lên làm cái vòi nước. Anh làm cho tôi cái vòi nước. Rồi mình tắm ướt xong. Rồi cảm ơn. Rồi mình chà lòng bàn tay. Chà bàn tay xong, anh chị chà cái lòng bàn tay như hồi nãy tôi đã trình bày đó. Xong để mu bàn tay, mình dùng tay này chà lên mu bàn tay kia, rồi mình chung mình ngược lại, chà lên mu bàn tay này. Xong rồi chúng ta lại cái kẽ tay ha. Đấy. Chúng ta không chả cần nhớ mấy bước hết, cứ chỗ nào nó tiếp xúc không khí là chúng ta chà hết á là nó ok thôi. Đấy. Rồi từng ngón tay thoát chỗ nào được, mà cách rửa tay là của cán bộ y tế thường xuyên làm. Chắc ở nhà chúng ta làm đâu được 3 bước chứ mấy, phải không? Đúng không? Nếu mà làm vậy hết thì chắc tiêu hết rồi, có ai bị bệnh đâu. Vậy là coi như là ngành y tế ế ẩm, không có khách. Rồi đầu ngón tay rồi xong, xin mời, cảm ơn. Tiếp xin nữa. Cái mà chúng ta để ý nhất là cái thói quen này này. Sau khi chúng ta rửa ngon lành lắm, rửa chai xà phòng rồi, ok rồi, chúng ta thay vì đi lau khô trên sân khăn sạch nghe, khăn khô sạch, thì chúng ta lại, mà có người sợ dấu thì người ta lại đưa mông, không phải thấy nữa. Và đây là những cái nơi mà vi khuẩn nó bám, cho nên không làm như vậy. Rồi cái khăn khô là khăn khô sạch, chứ phải khăn khô mà treo cả năm, chả bao giờ giặt. Tôi thấy có nhiều nhà treo cái khăn khô, nó cái dây nó treo miết, rồi cái xong cái là tắm. Đây, đó là như vậy là khăn khô sạch. Có nghĩa là sạch là sao? Khăn đó phải được giặt phơi hàng ngày. Đấy, gọi là khăn khô sạch. Giặt và phơi hàng ngày, treo khô đó mới gọi là khăn sạch. Chứ không phải là cứ treo đó chả bao giờ giặt mà nó khô rang. Vậy là mình rửa xong thấm vô. Mà ngày thì gió má bụi bặm bám tùm lum. Đấy, thì như vậy. Những cái động tác này anh chị nghe, khi mà mình khuyến cáo cho trẻ em á, là mình đã nói mình luôn rồi đấy. Mình nói nó làm thì mình cùng làm. Thật ra cái này là một thói quen mà một văn minh, chứ không phải đâu. Nó không chế hạn chế rất nhiều bệnh lây qua đường tiêu hóa, đặc biệt là bệnh tay chân miệng anh chị nghe. Mình cứ để ý COVID thôi, cho cái tay chân miệng nó lây qua đường này thôi. Toàn chỉ duy nhất qua đường tay,
chậm hết. Đấy, có người ở trong phòng mưng núp miết trong nhà không biết đi đâu mà sao lại con mình cháu mình bị tay chân miệng cũng từ cái bàn tay mà ra hết đó. Đấy. Tôi kể câu chuyện vui cái về tay chân miệng mà. Cho con bú á, khi đi làm về rồi cái tay nó dơ, tay dơ. Cái rồi cho con bú, con ơi bú đi con. Cái tay nó bết qua đây rồi đấy. Đấy, ta cho mày một miếng virus đây, đó, đây là dính vô đấy. Cho con bú là cái tay vô tình bết vô đầu bú. Mà cứ nghĩ là bú sạch. Cho con mình bú đâu mà vẫn bị là từ cái bàn tay. Đấy, mà bàn tay sạch rồi thì an toàn. Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ đã hướng dẫn cách rửa tay an toàn và đảm bảo vệ sinh. Và trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay thì bác sĩ có thể nói một điều gì đó, chia sẻ một lời gì đó để cho quý bậc phụ huynh cũng như tất cả mọi người có thể yên tâm là chúng ta hãy sống, làm việc, học tập bình thường để làm sao ổn định tâm lý người dân một cách tốt nhất, thưa bác sĩ. Chúng ta phải thấy rõ ràng cái bệnh virus này nó nguy hiểm nhưng không đến mức độ mà nó quá nguy hiểm, chúng ta không có giải pháp phòng chống. Trong thời gian chờ vaccine, chờ thuốc điều trị, thì chúng ta dù có thuốc điều trị hay có vaccine, thì việc phòng bệnh vẫn là việc hàng đầu. Bà con cũng qua một thời gian thế này, chúng ta hiểu được cái nguồn gốc và cách thức lây lan và cái phương cách chúng ta ngăn chặn, tức là qua giọt bắn. Cho nên chúng ta hàng ngày chủ động trong vấn đề phòng bệnh, ngăn chặn đường lây, nâng cao sức đề kháng, sinh hoạt lành mạnh, ăn ngủ điều độ, không rượu bia. Và chúng ta đặc biệt là những người bị bệnh phải chú ý đừng tiếp cận với những người có dấu hiệu ho, sốt. Vì chính những người có mầm bệnh như bệnh đái đường hay là bệnh huyết áp hay là bệnh nhiễm trùng khác làm cơ thể đang suy yếu, thì đó là những cơ thể có nguy cơ gây bệnh, bị bệnh và dễ tử vong. Do đó, khi mà có người đến thăm mình có ho hen thì chúng ta đừng cho người đó tiếp cận gần. Hoặc là đặc biệt là một cái điểm mà chúng ta chú ý là những đối tượng mà được xếp vào dạng cách ly theo dõi 14 ngày tại nhà, ai là làm việc theo dõi tại nhà? Chỉ có người thân thôi. Như vậy người thân phải hiểu được là cái người cách ly này là có nguy cơ lây lan cho người khác, mà quan trọng nhất là cho người bệnh. Người đó sẽ dễ chết hơn và phải tuân thủ lời hướng dẫn của cán bộ y tế, theo dõi sức khỏe và cách ly tốt. Đấy. Và những cái vấn đề tại trường học, tôi đã nói là phụ huynh phải là người thường xuyên nhắc nhở, chứ không bao giờ chủ quan, hoàn toàn giao phó cho nhà trường, đủ thường hết cho cô thầy giáo nha. Phải luôn nhắc nhở các con cái bàn tay và cái khẩu trang khi đi học, mang khẩu trang, rửa tay và không ăn hàng. Đấy thì chúng ta vẫn yên tâm đi học, không có vấn gì phải lo ở đây hết. Còn việc của nhà nước, của chính quyền, trách nhiệm của họ, không bao giờ họ bỏ rơi vấn đề này. Họ ngày đêm quan sát và bắt tất cả những đối tượng có nguy cơ đến địa bàn tỉnh Quảng Ngãi là họ sẽ khống chế ngay những đối tượng đó. Đấy, bà con yên tâm. Dạ vâng, quý vị lắng nghe những lời chia sẻ của bác sĩ Bùi Xuân Liên vừa rồi có thể giúp cho quý vị yên tâm một phần nào đó trước nguy cơ có thể mình có thể nhiễm Covid-19 hay không. Và xin được cảm ơn những lời chia sẻ của bác sĩ đây về tham dự và chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay những thông tin vô cùng bổ ích về các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là bệnh Covid-19. Và hy vọng với những chia sẻ của bác sĩ Bùi Xuân Liêm vừa rồi cũng đã giúp quý vị và các bạn hiểu rõ và đúng nhất về dịch bệnh này, cũng như sẽ có những cách phòng tránh hữu hiệu giúp bản thân và những người xung quanh hạn chế nguy cơ mắc bệnh và giảm thiểu đến mức thấp nhất tình hình lây lan của dịch bệnh trước khi có loại thuốc hữu hiệu chữa được căn bệnh này. Và chúng tôi, những người thực hiện chương trình, rất mong muốn quý vị và đặc biệt là các bạn đoàn viên thanh niên thế hệ trẻ hãy sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, thông minh nhất, hiệu quả nhất để chia sẻ những thông tin vô cùng hữu ích dành cho cộng đồng. Và chúng ta, những người trẻ, hãy cùng với các cấp, các ngành và chính quyền địa phương thực hiện mục tiêu Việt Nam quyết thắng đại dịch. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Xin kính chào, tạm biệt. Xin cảm ơn bác sĩ ạ.